khi chúng tôi vừa nhìn thấy chiếc xe tăng đầu tiên của mặt trận giải phóng chạy trên đường phố Sài Gòn, chúng tôi không thể tin vào mắt mình. Bạn đồng nghiệp của tôi cho rằng đó có thể là chiếc xe của quân đội Sài Gòn mà treo lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng trên cần anten để đánh lạc hướng địch. Lời giải thích nghe phi lý, và khi chiếc xe tăng mặt trận dân tộc giải phóng kế tiếp xuất hiện trên đường phố thì mọi nghi ngờ đã tan biến. Đó là giờ khắc số 0. Là cái ngày mà mơ ước của tất cả chúng ta. Đó là ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước Việt Nam này. Cũng như những điều mơ ước các bạn bấy lâu là độc lập, tự do và thống nhất, thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả những kết quả đó. Tôi yêu cầu các văn nghệ sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam này riêng và hợp tác chặt chẽ với chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam để đã đi chúng ta xem như là đã phản bội đất nước. Chúng ta là người Việt Nam, đất nước này đất nước Việt Nam, chúng ta ở trên đất nước chúng ta. Chính phủ cách mạng lâm thời sẽ đến đây dùng cái thái độ hòa giải tốt đẹp. Các bạn không có lý do gì sợ hãi để phải ra đi cả. Đây là cơ hội đẹp đẽ và duy nhất để đất nước Việt Nam thống nhất và độc lập. Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước suốt mấy chục năm nay. Tôi xin tất cả các bạn thân hữu cũng như những người chưa quen với tôi xin ở lại và chúng ta kết hợp chặt chẽ với ủy ban cách mạng lâm thời để góp tiếng nói xây dựng miền Nam Việt Nam này. 30 tháng 4 mãi đến buổi chiều tối mới được tin, Lại lúc đó chúng tôi theo cái gọi thế đội 3 đi vào cùng với quân đoàn 1 của sư 377. Thế nhưng mà là đi phía sau. Cho nên là biết được tin tương đối chậm, mãi đến chiều tôi phải đến chiều mới nhận được. Thế nhưng mà lúc đó vẫn còn, anh em vẫn còn băn khoăn, vẫn còn có những cái gì đó nó với chưa thực sự là tin tưởng hoàn toàn. 30 tháng 4 buổi sáng thì đến triển khai hầm ở cái Tân Uyên, gần Tân Uyên, 9 khu D. Nó vẫn có pháo nó bắn. Đến sau đó thì đến nghe đài thứ đến 11:30 thế là Vương Quân Minh đầu hàng rồi. Thế là cái thứ là lính ở trong hầm sao lên được nhiều thế gì rồi ôm nhau mà khóc. Sau 30 năm chiến tranh, người ta thật khó để tin tưởng ngay vào những gì đang diễn ra. Hòa bình đã ở trong tầm tay. Không phải là hòa bình trong những lời sáo rỗng mà Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Kissinger đã phát biểu vào tháng 10 năm 1972, mà là một nền hòa bình thực sự. Một nền hòa bình có thể nhìn thấy được, sờ thấy được và nghe thấy được. Trước sự dẫn dắt của tất cả những các vị lãnh đạo và anh em bộ đội đã ra công chiến thắng trong 30 năm nay, cực khổ biết bao nhiêu gian nan đó, để có ngày hôm nay là ngày lịch sử của một nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến mới có được ngày hôm nay. Vậy thì tất cả chúng tôi rất lấy làm sung sướng, lòng sung sướng và sự ghi ơn ở giữa bác và đảng và tất cả anh em ở thành phố. Có người cả 30 năm nay và trong 20 năm nay chưa được biết rằng là người ta chỉ được nghe tiếng Việt cộng mới để giải phóng, người ta chưa được biết anh em làm sao. Ta chỉ nghe rằng 7 gọng đu đủ, 7 anh bộ đội đẩy không được 1 gọng đu đủ. Mà ngày hôm nay ta đã được thấy những anh bộ đội là những chiến sĩ oai hùng. Ở sau đây tôi xin tất cả đồng bào đồng hô to một tiếng với tôi. Việt Nam độc lập muôn năm. Oh, my God.
chiến tranh với chúng tôi dừng lại đúng khi là mình vào dinh độc lập. Vào dinh độc lập. Lúc bấy giờ, khi chúng tôi vào dinh độc lập rồi, cái đơn vị xe tăng này, lúc bấy giờ thì chưa có thông tin là cái quân đoàn quân khu 4 của nó, tức là cái quân khu ở đồng bằng sông Cửu Long đấy, là đâu đầu hàng. Thế thì lệnh của các anh ấy là đơn vị đã chuẩn bị tiếp tục có khả năng hành quân tiếp đi để mà đánh xuống đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà với chúng tôi là chiến tranh khi mình vào dinh độc lập, vì khi thấy cái đội quân của mình vào hùng hậu, thế rồi là cái sự thất bại của ngụy quyền Sài Gòn, lính tráng lúc bây giờ cái gọi là cái lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đấy nằm ngồi la liệt ở đấy trông thất trận, thế rồi là các cái quan chức của nó mình bắt được hết, thế rồi là cảnh anh em mình, thì mình nghĩ là chiến tranh đã kết thúc rồi. Có một câu mình nghĩ mãi, mình bảo cuộc đời đúng không, mọi ước vơ, mọi nguyện vọng đều gắn liền với sự nghiệp cách mạng. Mình đủ hết sẽ được đi học, sẽ được trở về trường, sống về với gia đình, hết chiến tranh.